bắt giam nhóm thanh niên dùng súng và hung khí hỗn chiến. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hiền, 28 tuổi, Nguyễn Việt Tiến, 25 tuổi, Phạm Phú Liêu, 29 tuổi, Võ Vĩ Khang, 19 tuổi, Huỳnh Trường An, 20 tuổi, Dương Gia Luận, 35 tuổi, La Hải Đăng, 19 tuổi, cùng ngụ thành phố Rạch Giá và Phạm Gia Nguyên, 23 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang về tội gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra, vào đêm mùng 2 Tết, nhóm thanh niên trên và một số người khác hẹn nhau với nhóm của Sa Thanh Hải đến đường Tuyến Tránh thành phố Rạch Giá để đánh nhau, nhưng nhóm của Hải không đến. Tức giận, cả bọn rủ nhau qua nhà Hải ở đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá để quyết ăn thua đủ. Sau đó, cả nhóm hơn 10 người mang theo súng và hung khí đi trên hai chiếc xe ô tô và nhiều xe mô tô đến nhà Hải. Do nhóm của Hải đóng cửa cố thủ bên trong nhà, nên nhóm thanh niên này đã dùng súng bắn nhiều phát và dùng dao tự chế chém gây hư hỏng hai cánh cửa kính cường lực của nhà Hải và làm Hải bị thương ở chân. Gây án xong, cả bọn nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Nhưng sau đó, từng người lần lượt bị công an bắt giữ. Riêng Lê Thái Bình, 32 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, đã bỏ trốn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá đã khởi tố, ra lệnh truy nã đối với Bình về tội gây rối trật tự công cộng.